À, bây giờ con muốn con muốn trải ra con để con nằm lên đó hả? Ok, giờ trải ra đi. Mẹ đâu có giúp con được rồi, con cầm ở đầu bên kia, con cầm ở đầu bên kia. Mẹ ở đầu xong con cúi xong. Uống chung dòng nước mình vàng cỏ đông liền. Rồi, đúng rồi. Rồi, nằm xuống đây. Đúng rồi, giỏi. Ngày giờ nó hôm giờ bây giờ con trai nó riêng lẻ quá thôi, tối nay ngủ mình nó đi qua phòng phòng khác ngủ á nha. Tối nay để cho mẹ với ba ngủ phòng này nha. Chứ sao giờ con không muốn lên nằm với mẹ với ba? Ồ, con muốn ngủ dưới đất hả? Ồ, vậy là tối nay ngủ dưới đất nha. Cô chú thấy không, không ai hành, không ai hành hạ nó nghe chưa? Nó là người tự rồi ngủ dưới đất nha. Nó là người tự rồi ngủ dưới đất đó, chú vô đừng có đổ thừa là không có thương nó nha. Trời ơi, ship thẳng ra vậy nó nằm xuống rảnh dễ sợ. Chưa thấy ai rảnh gì nữa. Tôi tưởng nó ship ra xong nó nằm lên cái mền, ai ngờ nó ship xong nó chui xuống vô cái mền. Rảnh dễ sợ trời. Rảnh ơi. Thôi mẹ xuống mà nằm với rảnh nha. Mẹ xuống mà nằm với con nha. Mẹ xuống mà nằm chay nha. Dạ. Rồi, rồi con chừa chỗ cho mẹ nha. Rồi, chừa chỗ xong mẹ xuống mẹ nằm với. Chừa chỗ nha, mẹ xuống nha. Rồi, bây giờ mẹ xuống nha. Rồi. Cho mẹ nằm, mẹ nằm đâu? Cái mền bự ghê luôn. Cái mền nó bắp dữ thật. Sao vậy? Đó, mày đắp nè. Ủa, hết ngon hả? Cái mền thì nhỏ quá hả? Đủ đắp gì hết rồi, đủ chưa? Không có sao đâu. Ngủ mẹ mình đi. Ôi trời, mình thật thương ghê. Tối nay mẹ con ngủ đây nha. Ok, để tối cho ba ngủ lên giường nha. Ok, ngủ, mẹ ngủ trước nha. Ok. Gì? Quay. Cảm xúc. Ủa sao con nằm hết gối mẹ rồi mẹ không còn gối. Ây da, đè tóc ra. Mẹ không nằm, mẹ không có cái gối này nằm đây nè. Đâu, chưa gối, đúng rồi, chưa, đúng rồi. Mà tội nghiệp ghê, hai mẹ con có cái gối với cái mền chia nhau, san sẻ nhau, ngủ. Như vậy nó mới nằm ấm, con biết không? Thôi mày ngủ nha. Mẹ, wait. Gì? Dạ, yeah. Mom. Gì? Sao mommy? Sao, đắp cho mẹ đi, đúng rồi, đắp cho mẹ đi. Đắp Mom. Cho. Sao nữa? Actually. Cái gì vậy, cái chân bị gì vậy? Mẹ, chân bị. Trời ơi, gì quá, thôi mày ngủ nha. Mày chúc con ngủ ngon nha. Cô nằm xuống ngủ với mẹ nè, nằm trên nằm đó. Nằm đây. Mommy, wait. Tell me. Gì? I need a plate. Thôi, nằm dưới đây cái lưng nó lạnh quá chị ơi. Để mẹ lấy cái mền mình trải cho con nằm nha. Chứ nằm đây lưng lạnh quá, mẹ lạnh lạnh con bệnh á, nha con. Rồi vậy đi, mẹ lấy cái mền cho. Ok. Con nằm xuống trước đi. Nằm xuống trước đi. Mẹ lấy cái mền nha. Cho con không đi lấy cho mền, cho con lấy mày lấy cho cái mền cho chứ nằm đi. Mạnh nhá. Frozen. Hả? Để mẹ nằm đấy, cầm xuống đây. Rồi lo cho bản thân mình đi. Rồi để mày nằm đấy nha. Yeah. Cảm ơn nhau. Mom, wait. Sao? Mom, yeah, you gotta get me a blanket. Kể đi. Cái mền được không? Rồi. Mom, let's kiss. Kiss? Yeah. Okay. You want my covers? No. Rồi, hôn mẹ đi. Mẹ không con. Con hôn mẹ đi. Mẹ không con. Mua.
I give you? Oh, mommy. Mommy, I can't. I mean, yeah. Thank you, mommy. You're welcome, sweetheart. You're so good. It's, trốn đừng có mở ra không? Trốn ai? Trốn ba. Trốn ba hả? Ok, vô. Peekaboo. 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 Sườn giấm mấy con chủ ơi, rụt rằn rụt nọc bánh rú rú ai? Ai rụt rằn rụt nọc bánh rú rú ai? Mommy. Mommy. Cái gì? Mommy, don't blink it. Nằm cái đây mà con không có cái mền, không có con, có cái đồ niệm, cái lưng nó lạnh lắm nghe chạy. Lạnh lưng lắm á. Mùa đông mà con làm gì mùa hè nha. Ủa sai mà mẹ. À, tối rồi hai mẹ con ngủ nha, ngủ ra. Ngái đi dây, ngái lớn luôn chạy. Jade, you're too slut, you're too loud. Trying to sleep. Trời ơi, rã mẹ cho mẹ đút cho ăn một chén bún bò Huế. Mà bây giờ còn ăn thêm một tô Sài Gòn á hả? Ôi trời ơi, đổi đi. Ê, trục đàn, trục ngọc nó đổi đi. Nhảy nữa, nữa, nữa. Đâu có như anh nhảy rồi cô chú là. Anh coi gì á? Thật gì này, qua chơi nhà ai rồi vui không? Trời ơi, ăn dỗ gì? Siro đó mua tiệm nào vậy? Cái chỗ tên gì? Shop. Nhưng mà mua ở đâu? Cô mua ở đâu? Costco. À, Siro mua Costco. Nhiêu tiền? $3. Ba đô hả? Rồi ai trả tiền? Đây. Ủa ra đi tiền đâu cho có trả trời. Ở đâu ba có tiền trả? Ba đi đâu để ba có tiền? Ba đi gì? Trời, lấy cái khăn giấy kế bên con kìa. Lấy khăn giấy kế bên con kìa. Ba làm gì có tiền trời? Cô bu bà. Ba làm gì có tiền? Cô bu bà. Bu bà là gì? Lấy khăn giấy, trời. Trời, có được đời không? Ở đâu mà có dính dính rách nữa? Sọc xạo không à? Con nữa là tào lao thì cái chứ. Đó, cái đó là tào lao với tại mía lao đó, chứ còn không có dừa đâu. Mami gấp lươi. Con nó hài hước ghê chứ cô chú. Có ai đời mà nghĩ ra mà hài hước sẽ cỡ nổi đâu. Mami gấp lươi pink. Màu đó màu gì? Màu blue and pink. Màu xanh và hồng. Xanh và hồng. Đúng rồi. Ủa, cái này đồ chơi mới hả? Dạ, mẹ. Này là gì đây? Battleship hả? No, mommy can open. Khoảng sao? Trời trời trời, gãy răng. Ồ, trời, giỏi dữ. Ồ, dễ thôi hả? Đồ chơi chi lạ trời. Có vậy thôi á. Đó, đó, đó. Thôi ăn cho lẹ đi con. Ăn cho lẹ đi. Ăn cho lẹ. Okay. Ăn cho lẹ, ăn cho lẹ. Đúng rồi. Hài hước vô cùng luôn. Con nó lớn lên mà nó 7-8 tuổi rồi, cho đi đó học hài đi cho rồi. Còn không hài là không nói luôn. Vì sao mà nó biết ấy, giỡn nó lên chùi ra hài hước cho ấy cười. Lời cũng thấu luôn. Ngon không? Uh-huh. Dạ ngon mẹ.
được đời không được chi gì. Ôi trời ngon ghê không. Ôi trời 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 quá giỏi. Ôi cha ơi quá là cô chú ơi. Quá luôn. Húp hết sữa luôn nha con nha. Xong rồi vô đánh răng nha. Không. Không đánh răng hả? Bài cái bài cái bài cái bài cái bài blue hết xong rồi nè. Da 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 đổ xuống bàn không? Cái bàn nó đỏ không? Ôi trời dội quá. Ui cha ơn dội ghê chưa cô chú. Cục nó màu gì á? Màu ôi. Màu vàng. Màu vàng. Đúng rồi. Còn màu gì? Cái này màu gì? Tập coi, tập coi. Mở lên. Ui trời cái. Một. Hai. Ghê thẳng lên. Ba. Chay à, chay à. Nó rớt chặt chân nghe chay. Cái gì? Mà con không có làm dập chân con nhưng mà có ngày con phải cẩn thận đó. Bây giờ thì không nhưng mà con bất cẩn là con sẽ bị dập chân rồi con khóc đó. Có khi gãy xương luôn đó, đừng có giỡn. Cereal. Oreo. Ăn 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 đại lẹ đi. It gets rough, mommy. By getting tattoos, talking real close to people and making them uncomfortable. Rồi uống luôn, cầm lên, ức. Ba mặt mở nhạc lớn quá, coi chừng mà mẹ bị bắn quyền bây giờ luôn á. Đã đi, too loud. It's too loud. Mở, ấy. Bỏ cái miệng vô húp hết luôn vô lẹ. Bỏ cái miệng ngay chỗ này nè sẽ không bị đổ. Bỏ miệng ngay chỗ này sẽ không bị đổ. Húp đi. Húp đi đã rồi. Húp vô. Bữa nay quay về cô chú coi mới đã là nó cận cái mặt chó luôn. Mặt chó. Mặt puppy của nó. Puppy. Đó là con puppy. Ôi trời trời cái mỏ. Chủ cái lông mi. Trời ơi bữa nay cô chú thấy lông mi không? Trời à vậy nó ăn giống vậy đó. Mới nói con puppy chứ đâu nhỉ. Ăn giống puppy. À con ăn giống puppy hả? Đó bây giờ nó ăn giống puppy đó. Thôi ăn đàng hoàng đừng ăn giống puppy nữa đi. Chai à, ướt tóc. Đó, bây giờ tự nhiên cái tôi nó puppy chi vậy, nó ăn với puppy đó. Rồi, hấp hết luôn. Rồi, ăn hết đi nha. Bye bye chơi nha. Bye bye. Uống hết đi, uống hết đi, uống hết đi. Bye bye. Rồi, ướt tóc. Cái cô này, cái cô này. Ôi, kỳ ghê á. Cầm lên ăn cho mẹ, cầm lên uống cho mẹ cho có bụng kìa. Cầm lên uống cho mẹ. Mommy still born there. Bởi vì con phải uống hết đi. Trời ơi đang gần hết luôn rồi cô chú ơi, quá giỏi. Mới nhàng tầm te tôi cũng bọ. Alright, here's the deal.
No, mommy. Too close. Đừng quay này mà, đừng quay này. Nếu mà bố biết. Đó, đó. Nếu mà được trả đó. Đọc cho bây giờ. Rồi, bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Lớn lên. Bye bye cô chú. Rồi.